Thì kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch, thì cũng là ngày Chủ Nhật. Thì chúng ta bắt đầu theo cái lễ cũ của chúng ta là giảng Phật Pháp ngày Chủ Nhật. Thì tôi đã nghỉ thời gian lâu rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục lại. Thì tôi muốn tóm lược về đạo Phật cho Phật tử ở đây có một sự nắm pháp vững chắc, mà trong đạo Phật thường kêu là pháp nhãn thanh tịnh, tức là có con mắt chánh kiến. Chúng ta biết cái nào là Phật Pháp, cái nào là không phải Phật Pháp, tức là thường kêu là ngoại đạo. Đạo là không có gì xấu, đạo là con đường giải thoát, ngoại là ngoài con đường giải thoát, tức là đạo trời, đạo tiên, đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, là theo cái pháp tu mà cải sửa, tiến hóa để mà lên cao, tức là cái căn bản của tất cả 62 tôn giáo thời Đức Phật. Thì lấy cái nghiệp làm nền tảng, chúng ta sanh ra đời là do nghiệp, chúng ta mang xác thân là do nghiệp, và chúng ta chết đi cũng do nghiệp, và đầu thai trở lại cũng do nghiệp. Nghiệp là cái nền tảng của tam giới. Nhưng mà Thái tử Siddhartha không đồng ý cái đó, muốn làm sao chúng sanh phi nghiệp, tức là không còn đầu thai nữa, không còn tái sanh nữa. Thành ra đối với đạo Phật, vấn đề sanh tử là một vấn đề quan trọng nhất. Thì từ xưa giờ cũng vậy, nhưng mà nhiều tôn giáo lầm, nhất là cõi trời vô sắc, tứ thiền là cõi trời cuối cùng của cõi trời sắc giới, và bước qua tứ không, tức là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi phi tưởng. Rồi nữa chúng ta sẽ tìm hiểu mấy cái đó. Thì chúng ta thấy rằng hư không vô biên, tức là mạt na, thì người ta tưởng là mạt na là vô lượng vô biên, không có biên giới, nhưng thật sự ra lầm. Chính vị khoa học cũng công nhận mạt na, tức là hư không, là vật lý, tức là hữu hạn, có điều kiện. Còn ai là gia thức, tức là linh hồn của chúng ta, thì là vô lượng vô biên đấy. Nhưng dùng cái tư tưởng mà tìm hiểu cái linh hồn, tức là ai là gia thức hay là thần thức, thì chúng ta không hiểu nổi đâu. Hay còn kêu là thức tán, thức thứ tám, hay là tàng thức, hay là thần thức. Thì cái này tư tưởng đầu hàng thôi, cái đó thì khoa học cũng chẳng biết gì hết. Nó là nơi chứa tất cả năng tàng, sở tàng, ngã ái, chấp tàng, tức là tất cả những chủng tử học hỏi nhiều kiếp, vô lượng kiếp đều chứa trong đó. Và sở tàng là nó phát hiện ra hiện hành, hiện hành thì thành mặt na, tức là có không gian, có điều kiện. Mà khi nó nhập vào linh hồn Alaya, nó biến thành năng lực, thì nó lại không có không gian, nó là bao la vô lượng, nhưng nó còn trôi chảy. Mà do trôi chảy cho nên nó vọng, do đứng lặng nó không có tướng cho nên là trơn. Thành ra trơn vọng hòa hợp, cái mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm diễn tả cái ví dụ, thì cái này là cái chỗ đứng của nhập lưu nhất vãng lai và bất lai, chưa đạt tới cái chân tâm, nhưng mà cũng không phải vọng. Cái chỗ mà Đức Phật chỉ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, khi Ngài đưa cái khăn lên hỏi A Nan có thấy cái khăn không, thì A Nan nói là có cái khăn không, A Nan nói có,
Rồi Ngài bỏ khăn xuống, hỏi trên tay ta có khăn không? Thì A Nan nói không. Thì Ngài nói ông thông minh, đúng. Nhưng khi Ngài cầm cái khăn lên, Ngài đưa lên, hỏi A Nan có thấy khăn không? Thì A Nan nói bạch Thế Tôn con thấy. Rồi khi bỏ khăn xuống, A Nan có thấy cái khăn không? A Nan nói không. Ngài nói ông điên đạo. Thì chúng ta thấy là cái Vô Tử Lăng Nghiêm là cổ độc đáo nhất giữa tư tưởng và bát nhã, giữa nhận thức của sao động và nhận thức của chân tâm. Nhưng mà từ sao động qua chân tâm phải có cái nối liền, tức là chân vọng hòa hợp, mà ít ai biết cái đó. Thành ra tôi thường thí dụ đó là cái chân tâm giống như nước đứng lặng bất biến, mà đã là đứng lặng thì là chân, bất biến thì cũng là chân, mà đứng lặng thì không có tướng, mà bất biến thì không có hình. Không có tướng tức là nói về không gian, không có hình là nói về thời gian. Không hình không tướng, đó là cái chân tâm của chúng ta, kêu là niết bàn tịch tịnh hay là báo thân của A La Hán. Còn kêu nhiều danh từ nữa, hay vô phân biệt trí hay là bản thể, thì cái đó tùy theo kêu thôi. Nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Nó chỗ sanh ra tất cả dạng vật, chúng sanh và các pháp. Mà cái chỗ này thì tư tưởng không thể diễn tả được. Thành ra chúng ta chỉ tạm thầm hội thôi. Chúng ta nói về chân tâm thì thật sự chân tâm không thể nói được. Tự thân của chân tâm không thể diễn tả được. Khi diễn tả ra thì là cái bóng dáng của chân tâm, tức là pháp chân tâm. Thì đó là cái duy thức tài tình ở chỗ đó. Còn tiểu thừa là không chịu trình bày nó. Thành ra chúng ta rất khó hiểu. Đây rồi lần lần chúng ta sẽ đem những cái chỗ mà giải đạo Phật, mang tiếng là đạo Phật, tức là thường trong đại thừa kêu là tiểu thừa đó, trình bày các pháp hiện tượng trong vũ trụ, thì nó không được đầy đủ, không có toàn diện. Thì chúng ta sau kỳ học qua, chúng ta sẽ đem cái đó ra đọc. Nhất là cái bộ Na Tiên Tỳ Kheo. Bộ đó là hoàn toàn đứng về phương diện Nam Tông, tức là nghiệp cảm duyên khởi. Đại Đức Na Tiên trình bày rất là chặt chẽ, rất là sáng tỏ, rất là khích khao. Chúng ta không thấy được chỗ sơ hở. Nhưng nếu chúng ta hiểu qua được lại gia duyên khởi, chân như duyên khởi, thì đòi hỏi quý vị phải nghiền ngẫm cho sâu xa, thì thấy có nhiều cái khe hở, tức là cái chỗ sơ sót nó không được toàn diện. Nói về vấn đề linh hồn đó, nó làm cái khó khăn nhất. Và thế giới cực lạc của Phật Di Đà thì bên Nam Tông, chẳng hạn như bên tiểu thừa, chúng ta thấy là kêu là tiểu thừa không chịu, kêu là Nam Tông thì họ chịu. Nam Tông chẳng như là Miến Điện, Thái Lan, nhất là Tích Lan, Sri Lanka gì đó, thì chuyên môn nói về nghiệp cảm duyên khởi. Tà quan Phật giáo chúng ta dịch ra là Đức Phật và Phật Pháp của ông Narada là bên Nam Tông. Không có linh hồn, không có thần thức, chết rồi đầu thai liền. Thì sau này chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề đó. Bây giờ quý vị không hiểu nổi đâu. Rồi chúng ta sẽ đem bộ Na Tiên Tỳ Kheo, 200+ câu hỏi của vua Mi Lan Đà hỏi Na Tiên, Đại Đức Na Tiên. Ngài trả lời rất là khích cao. Xin một thí dụ, ngài thí dụ xin thế thứ hai, thứ hai xin cái thứ ba, xin cái thứ tư. Nhưng mà nếu chúng ta đi sâu thì chúng ta thấy nó không có toàn diện, nó hở hết. Thành ra tôi mới soạn về 15 hạng chúng sanh. Nếu mà chúng ta biết được cái chuyển biến của 15 hạng chúng sanh là chúng ta thấy cái chỗ sơ hở của Nam Tông. Thấy được chỗ sơ hở của Nam Tông. Thì bên Đại Thừa thường có 10 pháp giới thôi. Tới sư trưởng là 13. Tới tôi là tôi đề 15.
Thì nếu chúng ta hiểu rành được 15 hạng chúng sanh này, chúng ta sẽ thấy giữa Nam Tông và Bắc Tông nó không khác mà khác. Nam Tông thì chưa dối tới Bắc Tông, còn Bắc Tông thì bao trùm cả Nam Tông. Mà nếu đi vào Bắc Tông đó thì cái cõi đời này nó bao la, nó bao la, nó đi vào vũ trụ. Còn Nam Tông đi vào nhân sinh. Thành ra Nam Tông khi mình tu tập theo đó thì mới đắc quả La Hán, tự độ thôi. Còn muốn độ ta, tức là cả chúng sanh ở trong toàn thể vũ trụ, nhiều quả địa cầu, có thể nói vô lượng vô biên quả địa cầu, thì một vị Phật phải tùy thượng giáo hóa hết vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi. Còn A-la-hán chỉ độ cho riêng mình thôi. Thì hai cái nó khác nhau chỗ đó. Thành ra khoa học là gặp đại thừa là mịt mù. Còn mình coi vô đó mình cũng như là dịch nghe sấm, không hiểu được cái gì hết. Thành ra những bài của tôi giảng là tôi bắt đầu từ tiểu thừa qua đại thừa cả hai hết. Nhưng khi tu tập thì chúng ta bắt lại từ mẫu giáo. Cái đặc biệt là chỗ đó, chúng ta không thể bỏ tiểu thừa Nam Tông được. Nếu mà không có cái đó là chúng ta không qua đại thừa được. Một ông bác sĩ, một nhà bác học thì mới đầu cũng phải đi từ mẫu giáo thôi, chứ không có cha mẹ sanh ra mà thành bác học hay thành bác sĩ được. Nhưng mà phải có cái hiểu biết toàn diện về các nhà bác học, bác sĩ. Rồi sau đó mình phải đi vào chi tiết. Chi tiết thì khó khăn ạ. Bởi vì mẫu giáo là phải đánh dần, ráp dần từ chữ. Không ráp dần là không đọc được, thì nói sự thật là vậy. Mà nếu lên tới lớp 7, lớp 8, lớp 12 mà biểu ráp dần mà đọc nữa thì thôi, không thể làm luận văn được. Từng đó đọc là đọc thẳng vô à, nhưng mà không bao giờ trật. Cái nào cũng vậy, như làm thơ cũng vậy, nhất là thơ đường lực. Phải có dần bằng, dần trắc. Nhất tam ngũ bất lượng nhị tứ mà, tứ lục phân minh gì đó. Mà không có là không làm được. Thì chúng ta phải lựa chữ, lựa dần, reo câu đâu câu đối. Thì có khi 7-8 ngày cả tháng làm một bài thơ cũng chưa xong. Nhưng mà khi nhập thần rồi thì nhắm mắt lại 5 phút làm ra mấy chục bài, nhưng mà vẫn anh đông trình lực ạ. Thì đó chúng ta thấy giống như mà học trò với thầy giáo vậy. Học trò học tới lớp 12 thì đó là A-la-hán đấy, nó có thể đi ra là giảng dạy được, qua sư phạm rồi qua giảng dạy được. Còn học trò lớp 1 đó mà đưa nó lên lớp 5, lớp 7 thì nó chạy, nó khóc thôi, không thể học được. Còn học trò lớp 7 mà đưa xuống lớp 1, lớp 2 thì nó cũng không học được. Thành là học sinh là không có tự do. Tự do là lựa chọn. Mà theo đạo Phật đó, thầy giáo thì tự do là không lựa chọn. Ở ngoài đời bây giờ cũng vậy. Chúng ta tự do lựa chọn người có tài, có đức để bầu cử thay thế cho dân. Thì trong Phật giáo đó không phải là tự do. Tự do là không lựa chọn. Trong thầy giáo nó mới tự do. Thầy giáo đại tài đó. Kêu ổng xuống lớp mẫu giáo dạy, ổng nói xuống thì xuống. Kêu lớp 12 thì xuống, lên 12 thì lên. Kêu lớp 7, lớp 7 thì lôi lớp 7. Còn học sinh là phải lựa chọn. Thì đại khái là như vậy. Thành ra tôi giảng đại khái cho quý vị biết từ lớp 1 tới lớp 12. Rồi chúng ta phải bắt đầu từ lớp mẫu giáo vậy. Thì ở đây cái trình độ của quý vị đó nó lẫn chọn lắm. Có người là tôi về đây thì gần 30 năm rồi. Thì có người nghe tôi cũng gần 30 năm. Có người 10 năm, có người 20 năm. Có người mới mấy tháng, có người mới có mấy ngày đây. Rồi cái trình độ làm sao? Mà tôi giảng bây giờ, tôi giảng lớp cao á, lớp 11, 12 không. Bây giờ đâu có thể xuống thấp được. Thì quý vị nghe có như dịch nghe sống, có người nói sư giảng con không hiểu gì hết. Cả Thích Tăng Ni xuất gia ở Vĩnh Long tôi giảng rồi cũng là con không hiểu gì hết. Mấy vị mà tu lâu cũng vậy. Tôi giảng tùm lum hết, từ nửa chừng tôi bỏ, nửa chừng tôi bỏ. Tôi không giảng cái gì mà cho rõ ràng hết. Chi vậy? Để đòi hỏi quý vị phải tự tham thiền lấy. Mà muốn tham thiền thì quý vị phải có số vốn trong linh hồn, trong thần thức, trong A-lại gia thức.
cũng như con trâu mà ăn cỏ vậy. Rồi chiều tối nó ọc ra, nó nhơi lại. Thì cái nhơi lại là cái quan trọng nhất. Thành ra trong ba cái pháp học của Đạo Phật, giới, định và tuệ, thì cái định là quan trọng nhất. Giới là văn, học hỏi đủ hết. Thì cái học đó đâu có biết. Biết thì biết rất nhiều, mà hiểu thì hiểu chẳng bao nhiêu. Thì bây giờ dân, người học sinh bây giờ học vậy đó, học đủ môn hết. Nào là anh văn, việt văn, rồi pháp văn, rồi toán, rồi vật lý, rồi bây giờ còn chia ngành nữa. Hồi xưa là có A, B, C, D thôi, bốn ngày. Bây giờ mười mấy, hai chục bài. Nhưng mà hỏi ra thật sự chả biết gì hết. Cứ như cái định lý Einstein đó. Thì lớp 11, 12 có học rồi. Mà tôi hỏi cũng chả biết gì hết. Tả tới bác sĩ, mà kỹ sư, tôi hỏi sinh lý, vật lý, tâm lý khác nhau làm sao. Mấy ông ngơ ngẩn hết. Cái đó học qua hết rồi. Vật lý là học về điện lực đó thì vật lý. Còn sinh lý học cơ thể con người ta, cơ thể loại thuốc. Rồi tâm lý là học về cái hiểu biết của con người. Mà khác nhau làm sao mà cũng không biết. Duy thức là rất rành cái đó. Vật lý, sinh lý, vật lý là chưa có biết, chưa có cái sự sống. Còn sinh lý là có sự sống mà chưa có cái biết. Còn tâm lý là có cái biết, mà rất nhiều cái biết. Cái biết của cảm giác là biết mà chưa phân biệt. Cái biết tư tưởng là cái biết có phân biệt, mà chưa có đắn đo lựa chọn. Cái biết của ý chí là đắn đo lựa chọn. Còn cái biết của linh hồn là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, học hỏi và những cái tội phước. Thành đã có chia ra tới 100 cái hiểu biết. Đó là cái hiểu biết đại khái đó. Còn hiểu biết con cũng như ông vua, ông tướng vậy, cũng phải có quân sĩ. Tất cả quân sĩ họp lại mới thành ông tướng. Thì tôi thấy là tôi phải đi Chile. Thì tôi thấy có một số Phật tử đây mới nhiều, mà đa số thì cũng thiết tha trên con đường tìm hiểu. Bởi nếu không hiểu biết là chúng ta lọt là ngoại đạo. Bây giờ ngoại đạo rất nhiều, đi vào thần thông. Bây giờ chúng ta thấy cũng như là ở châu đốc biết bao nhiêu cái sấm giảng, thiên cơ, rồi đủ thứ, rồi ông lên bà xuống, rồi bà chúa xứ, rồi nhập xác lên đồng, tùm lum. Cái đó đâu phải là đạo Phật, mà ai cũng xưng mình là đạo Phật đó, cũng xưng là Phật tổ không à. Thích Ca hoặc Di Lặc, Quan Âm, nhất là Quan Âm bị lợi dụng nhiều nhất. Mà Phật tử đi lạc con đường thì trăm ngàn kiếp, biết chừng nào mới mang thân người nữa. Thấy chỗ đó tôi không đành bỏ một số người mới. Rồi tôi ngồi thiền tôi suy nghĩ hoài. Mà nếu bây giờ dừng lại vì mấy người mới, thì mấy người ta đang đi nửa chừng, tội nghiệp ta. Còn nếu giảng tiếp tục giảng sâu, thì mấy người mới nghe không biết cái gì hết, thì cũng tội nghiệp họ. Thành ra tôi tính như thế này. Thì có một số giỏi, một số vừa vừa, một số thì quá dở. Quá dở đây không phải là họ làm biếng, nhưng mà họ quá mới. Học sinh cũ mà, mới vô học thì phải lớp mẫu giáo thôi. Còn lớp kia người ta đi là lớp 10, 11, 12 rồi. Thì tất nhiên là tôi không thể mà bao trùm hết được. Thì tôi thấy hồi thời Đức Phật cũng vậy. Ngài đâu có dạy hết 1250 gì. Còn Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nữa, đưa đây. Đưa đây. Đó thì ngài tới 1250 vị tỳ kheo. Xá Lợi Phất 500 vị, Mục Kiền Liên 500 vị. Còn Phú Lầu Na còn nhiều nữa. Ngài có 10 đệ tử lớn nhất, giỏi nhất. Bồ Tát, Thánh, còn A-La-Hán thì nhiều. Nhưng mà có A-la-hán mà không biết giảng pháp. Cái giảng pháp khó lắm ạ, không phải dễ đâu. Một vị trụ trì là pháp lý phải đầy đủ. Nhưng mà có người pháp lý đầy đủ mà cái diễn dịch cho người ta hiểu không có khả năng đó. Thì có 10 vị đệ tử là tài nhất thôi. Trong đó Xá Lợi Phất đứng đầu, kêu là chánh quân tướng pháp. Đó là ông Xá Lợi Phất là giỏi về trí tuệ. Còn Mục Kiền Liên là giỏi về thần thông. Còn ông Ra Hầu La là giỏi về mật hạnh. Còn ông Phú Lậu Na giỏi về biện luận. 10 người thì mỗi người dẫn 500, 100.
đệ tử. Thành ra Đức Phật chỉ nắm tướng chứ này không nắm quân. Thì giống quân đội cũng vậy đó. Quân tướng đây nữa là một chúng nó thì có bốn vị, mà bốn chúng là một tiểu giáo hội, bốn năm là 20, 20 là một tiểu giáo hội, rồi năm lần nữa, năm lần hai là 100, 100 vị đó là một một cái trung giáo hội, rồi năm cái trung giáo hội là một đại giáo hội là 500 vị. Thì Xá Lợi Phất một Quần Liên đủ khả năng nắm bao nhiêu đó thôi, trên nữa là loạn, thì cái đó chúng ta kêu là quân. Còn Xá Lợi Phất một Quần Liên đó là tướng, tướng lãnh thống quân. Còn ở quân đội tôi thấy cũng giống vậy, tôi không có đi lính tôi mới biết, nhưng mà tôi hỏi mấy ông thầy giáo mà có đi lính đi sĩ quan về đó thì ông có nói cho mình là ông đó làm như một tiểu đội là 12, rồi bốn tiểu đội là 48 là kêu trung đội, rồi bốn trung đội đó là 96 gì đó là đại đội, thì nó cũng chia vậy thôi. Nhưng mà cái độc của đạo Phật đó là đặc biệt. Học từng nhóm như tới đây giờ bắt đầu có học đó. Như Thiền Khánh là giảng một cái nữa, rồi Dân Thái, rồi Dân Toàn. Mà mấy cô thì chưa dám. Thì tôi thấy là nghe tôi hỏi lợi á thì giảng vậy không có ích lợi lắm. Giảng qua rồi thôi à. Cũng như trả bài không được. Phải giảng phải có sự trao đổi, có sự hỏi, vấn và đáp. Thì người hỏi đó thì mới có số vốn ai là gia mới có câu hỏi được. Khi mà đặt câu hỏi là mình đã hiểu được 50%, còn 50% nghi vấn. Còn người giảng cũng phải có sự đủ chất liệu để trả lời câu hỏi đó. Thành ra hai bên phải có sự trao đổi lẫn nhau. Như do như tôi ở đây, tôi giảng rồi tôi bắt đầu hỏi. Nếu quý vị hỏi thì tôi trả lời, quý vị không hỏi thì tôi hỏi, quý vị phải trả lời. Thì có sự trao đổi với nhau thì cái học hỏi nó mới tiến hóa. Tôi nói học thầy không thầy học bạn đó. Thì quý vị xuống dưới những cái gì thắc mắc thì ông thầy quý vị hơi sợ. Có người tôi kêu lên trả bài rất rành, nhưng mà kêu tới rồi là run rồi, quên hết trơn. Cũng như là sư cô Thường vậy, nó cũng giỏi đâu, không phải dở đâu, kêu tới là run mặt tái mét hết. Mà không cái cô gì ở Ngọc Trường cũng vậy, kêu cổ cũng giỏi lắm à. Kêu ông cổ tái mét, cô cầm cái micro rồi cổ mới rớt xuống rồi. Run quá trời, run là quên hết trơn. Mà càng quên là càng run, mà càng run thì càng quên. Thành ra có nhiều người không quen, tập một hai lần cái mình quen. Như tôi mới đầu giảng cũng vậy, tôi giảng rồi tôi không biết tôi giảng tới đâu nữa. Mà ở dưới là đã soạn sẵn rồi đó. Ngày mai là tôi có đi dạy học mấy năm nữa, 6 năm trời. Thành ra tôi rành cái cách giảng, tôi có qua có khóa sư phạm nữa. Thế mà lên mấy lần đầu cũng rung. Mà ở dưới là tôi soạn bài sẵn hết rồi đó. Tôi thấy là nó cãi vấn đề khó, mà tôi quen rồi, bốn mấy năm trời rồi. Rồi thì tôi thấy bây giờ tôi kêu trả một số người trả rồi là tôi biết trình độ người đó tới đâu. Phải nổi trả bài rồi tôi biết là tôi không có đắc quả. Còn ta đắc quả ta nhìn thẳng vào Alaya, tức là tàng thức đó. Trong đó chứa đủ kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, học hỏi ở kiếp này, ở nhiều kiếp trước. Ta nhìn thẳng người ta biết liền, nó biết rành. Còn mới có kinh nghiệm kiến thức học hỏi là mới trả lời được. Thì trả lời ra tôi bắt cái trả lời cái dụng đó tôi biết người này cái trình độ tới đâu. Thì tôi đề nghị cũng như xin quý vị đã giúp đỡ cho tôi, đặng toàn thể pháp hội nghe hiểu hết. Chứ có người nghe người không hiểu gì hết thì đến đây uổng, mà nghe rồi chán. Pháp tôi mà nghe chán thấy mồ đi, không có hiểu gì hết. Mà người nào bắt đầu hiểu thì thích vô cùng, thích vô cùng. Tôi Vĩnh Long tôi giảng mấy kỳ đó thì mấy sư cô vậy, trời mới đầu sư con nghe không hiểu gì hết, mà đã xuất gia mấy chục năm rồi đó. Ông sư Tấn gì cũng vậy, nói trời ơi mới đầu con nghe sư con chả hiểu gì hết. Rồi nghe sư nói phải nghe tới nghe lui, con mới đem cái đĩa con nghe mười mấy 20 lần, bây giờ con hiểu. Con mới thấy thích, pháp của sư giảng là con thích vô cùng. Chứ hồi xưa là tới sư giờ giảng là con muốn trốn rồi. Hồi xưa cứ hỏi hoài hỏi rồi sư dí nữa.
Tụi con làm sao trả lời được? Bây giờ con thích rồi, có thể sư hỏi con trả lời được. Rồi thì cái pháp đôi lời, cái pháp cuộc sống. Đạo Phật là đạo sống. Sở dĩ cuộc đời này có sống sai lầm, đau khổ, Đức Phật mới ra đời. Còn không có là không có Phật Thích Ca đâu. Thành ra đạo thức Phật Thích Ca là đạo cứu khổ. Mà cứu khổ không phải là cuộc đời là khổ. Không phải. Mà khổ là do tâm. Tôi đã nói quý vị nó có ba. Cái thân khổ, cái miệng khổ và cái ý khổ. Và cuối cùng thân với miệng không ăn thua gì hết. Mà cái ý mới là quan trọng. Chúng ta coi trong kinh Khổ Đế có tám khổ. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu, xa lìa khổ, thù ghét, gặp gỡ khổ. Thứ bảy là ham muốn không được khổ. Thứ tám là có sắc thân này là có khổ. Sắc thân gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn. Mà năm uẩn trong đó cái nào là khổ nhất? Cái nào là nguyên nhân chính của sự đau khổ? Chúng ta không biết. Chúng ta giận, chúng ta tham, rồi chúng ta sân, si mê. Nó còn bây giờ tánh còn nóng, còn hay giận lắm sư. Tôi nói cái gì làm ông giận? Con nó bất hiếu, vợ nó cũng cãi vã mình, nghèo cái nó bắt đầu sanh sự. Một hoàn cảnh bên ngoài, bây giờ là thất nghiệp tùm lum hết trơn rồi, kiếm ăn bây giờ khó, đủ thứ làm con khổ, bệnh hoạn nữa sư. Tôi nói phải có đó làm khổ không? Nói phải. Tôi nói không phải. Phải bắt sai cái mạch đời là đau khổ nó dài dài. Thành ra Đức Phật hay sau khi Ngài giảng Khổ Đế rồi, Ngài qua cái tập đế. Nguyên nhân chính của sự đau khổ không phải là sanh già bệnh chết. Người ơi, già lộm khổm, tai như mỏi, đối dùng mắt lờ, tai điếc, mà chưa nói không phải khổ, thì cái gì mới khổ? Bệnh nhức nhối đau đớn vô cùng, mà chưa nói cái đó không phải cái khổ. Chết, sắp sửa bỏ lìa đây, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ người thân yêu, mà chưa nói không phải khổ. Thật sự không phải. Mà chúng ta thấy hãy bắt mạch sai, chúng ta không hiểu đúng, thì chúng ta vẫn khổ tiếp tục. Mà cái khổ không phải là hoàn cảnh, không phải là sắc thân, không phải là cái miệng. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì cái ý mới là chánh. Ý là gì? Ý là tư tưởng, là sự phân biệt, là nhận thức. Chúng ta kêu đó là cái tâm. Mà có bao nhiêu thứ tâm? Thì có vô số, mà tóm lại có bốn thứ. Cái tâm cảm giác. Cảm giác là gì? Là sự phân biệt, dễ chịu, khó chịu và dửng dưng, không dễ không khó. Thì cái này mới là cảm giác, mà chưa có tư tưởng phân biệt đâu. Thì ra sư Phật tử mới thấy hôm trước tôi giảng, mà người ở bên Mỹ mới dọt về Trà Vinh kiếm tôi để trả lời. Tôi nói chết rồi đó, thì cái thân chết nhưng mà cảm giác dây thần kinh 8 tiếng mới chết, mới đứt. Mà cảm giác là chỗ phát hiện cái khổ, khó chịu, dễ chịu, không khó, không khổ, không không dễ, không khó. Còn phân biệt cảm giác thì dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, nhưng mà phân biệt cảm giác khó chịu, muốn làm sao tiêu diệt nó, cảm giác dễ chịu làm sao giữ nó hoài, thì cái này là tư tưởng chứ không phải cảm giác. Mà cảm giác dễ chịu thì mình thích, sảng khoái, thích là một cái tham. Còn muốn cho cái cảm giác dễ chịu này nó kéo dài dài và tiếp tục hoài, tham càng nặng thêm. Nếu mà thỏa mãn thì cái tham càng nặng, mà không thỏa mãn được sân. Một cảm giác khó chịu tôi muốn đẩy nó đi, nhức nhối chịu không nổi. Hoàn cảnh nghèo khổ, con bất hiếu này là cái khổ, con muốn tiêu diệt đẩy nó đi. Cho nhỏ vô tù cũng được, miễn làm sao con khỏe thôi. Mà nếu không được sân, phiền não. Mà được thì tham. Thành ra cuối cùng là chúng ta thấy là cái hoàn cảnh đoạn toàn là sân với tham không. Mà sân tham là cái gì? Là cái tâm chứ đâu phải là hoàn cảnh. Thành ra chúng ta thấy cái sắc thân mà có năm cảm giác: mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cảm giác này dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Mà dễ cũng sanh ra tham sân si, mà khó chịu cũng sanh ra tham sân si, mà không dễ không khó cũng tham sân si. Thì tham si đâu phải là dễ chịu khó chịu, mà tại có phân biệt chứ. Thì cái tư tưởng là chân, mà chúng ta không để ý. Thành đã chết rồi 8 tiếng còn cảm giác dễ chịu khó chịu, không dễ không khó. Mà hiến xác rồi nó đem vô nó mổ liền đâu đợi 8 tiếng. Thì tất nhiên có cảm giác dễ chịu khó chịu. Mà dễ chịu khó chịu có phải là cái đau khổ không? Không. Dễ chịu khó chịu là cảm giác tốt. Mà cái cảm giác dễ chịu là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì cái này là tư tưởng chứ không phải cảm giác. Thành ra ý thức rất là hay. Đức Phật cũng có cảm giác dễ chịu, ngài đói ngài cũng thấy khó chịu vậy, ngài ăn đồ ngon ngài cũng thấy sảng khoái vậy. Nhưng mà sảng khoái này không có thích, cái sảng khoái này thích thì ai ghét là do tư tưởng. Đức Phật không bao giờ sống bằng tư tưởng, các bậc thánh nhân không phải sống bằng tư tưởng. Mà cảm giác thì vẫn có như thường. Đề Bạt Đà đang đá dập chân ngài, ngài đau không? Ngài khó chịu không? Ngài nhức nhối không? Dĩ nhiên ngài cũng khó chịu, nhức nhối, ngài nằm nghiêng một bên ngài lắng nghe. Nhưng mà cái đau này không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Ngài biết đau thì cái biết là ngài, chứ cái đau này đâu phải ngài, đau là cảm giác. Thì là tôi thấy đạo Phật rất hay, mà tôi muốn đem để trao đổi quý vị, để chúng ta cùng sống trong đó. Mà chính tôi cũng chưa sống được hoàn toàn, nó khó đấy. Cái chỗ đó có lý do mà Phật muốn nhập Niết Bàn sau khi đã thấy được cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Ngài đã tuyên bố với cha mà, con mà không tìm được cái không sanh, không già, không bệnh, không chết thì con không trở lại gặp cha. Mà nếu con tìm được là con trở về, con sẽ đi giáo hóa. Thì cuối cùng Ngài đi giáo hóa, mà rồi Ngài cũng chết, Ngài cũng bệnh, Ngài cũng già. Cái đó là xác thân thôi, còn cái tâm ngài không có. Mà tâm là cái gì, nó ở đâu, cái đó là cả một vấn đề nữa. Thành ra chúng ta thấy cái bài tôi giảng đây, nó cái tâm quý vị đây nó lõn chọn lắm. Có người thì nắm được, trả bài thao thao bất tuyệt, còn mấy người khác thì vô mới không hiểu cái gì, trả cái gì hiểu còn chưa hiểu được. Rồi thấy người ta trả bài cái sợ rút, không dám đến nghe nữa. Mà đến nghe là một cả một vấn đề đó, tứ nan. Nhân thân đăng đắc, Phật pháp nan văn. Nghe được đạo Phật rất là khó, mang được thân người là khó, mà đủ hoàn cảnh để đi nghe là khó. Bây giờ khó mà gặp được chánh pháp. Tôi nói không phải là tôi nói chánh pháp, cũng tôi cũng tha thiết. Tôi thấy hồi xưa giờ đạo Phật giảng trùm lum hết trơn, mà giảng đạo người trời không à. Tới chừng mà Đức Phật nó tiếng rống một sư tử đó, thì Ngài mới thấy được đạo Phật. Ngài nói từ đây mới có đạo Phật, là có tứ sa môn. Ngài cũng đi thăm thiền hết Ấn Độ, 62 tôn giáo giảng Ngài nghe, Ngài thấy độ hớ, không đúng là giải thoát, cũng lẫn quẩn thôi. Thì hồi xưa giờ chúng ta hỏi ngoại đạo hay hỏi người nào, tu là cái gì? Tu là sửa, cải sửa. Sửa cái xiềng xấu thành cái xiềng tốt, sửa cái xiềng cây, xiềng đồng, xiềng chì thành cái xiềng bạc, sửa thành xiềng vàng. Xiềng vàng thì tốt nhất, có giá trị nhất, nhưng mà vẫn là xiềng. Chỉ có Thái tử Sật Ta mới thấy cái chỗ hở đó, thấy cái chỗ sơ sót chưa có toàn diện. Và cái tu cải sửa là tu tiến hóa, có pháp môn, có điều kiện. Rồi cuối cùng cải sửa điều kiện cho cao lên, tức là cái nhận thức, cái hiểu của mình. Để cái hiểu mình cao thượng thì cảnh giới hiện đã cao thượng. Chẳng hạn quý vị đây, thì quý vị ăn chay giữ năm giới thì quý vị sống ở cõi trời. Rồi quý vị thử đang ngoài đường vô mấy chỗ nhậu, quý vị thấy nó chửi lộn mình mấy hôi hám, nhậu vô rồi chửi thề với nhau, quánh lộn nhau. Hai cảnh nó khác, thì nó có nhiều người nói cho mà con đến thì sáng ngọc dân, con cảm thấy một sự an lạc quá xinh. Mà con ra ngoài đường con cảm thấy nó không có ổn, không có yên tâm.
thì do cái người tu ở đấy, cái tư tưởng của họ là cái cảm giác nó thẳng vào con người mà vô cảm thấy một sự tư yên ổn. Yên ổn là do tâm chứ đâu phải do thân. Mà nếu cái thân không an thì cái tâm đâu có lạc được, đâu có hỷ được. Hai cái nó liên can với nhau, nhưng mà cái tâm vẫn là chánh. Khi chưa có tâm rồi thì phải nhờ giới lực làm cái thân nó an. Mà thân an thì tâm nó hỷ, mà được tâm hỷ rồi sẽ lại điều khiển cái thân. Quý vị có giữ giới hỷ rồi, quý vị mới điều khiển được cái thân này, là không có đi vào cái nát, không có nhậu nhẹt nữa. Cũng như có cái ông gì tối mới đặt pháp danh, nó thọ giới tôi có mấy tuần lễ trước à, bây giờ đi nhậu, bạn bè tới rồi có tu chứng đắc gì đâu, cái ý chí quá yếu, rồi đãi nhậu rồi làm gà vịt nữa, không làm, đi ra chợ mua sẵn, kêu bà vợ làm, bà không chịu làm, bà trốn quân đội đứng tính đâu bà. Bởi vì cái ý chí mình quá kém. Hoàn cảnh bây giờ là hoàn cảnh ác không à, mà chơi với bạn nhậu nữa thì nó lợi rủ rồi, bây giờ không lẽ không tiếp đâu. Mà tiếp thì bạn nhậu có gì, phải có mồi ăn, tức là gà vịt. Mà thọ giới với tôi rồi, giới thứ năm là không uống rượu, không ghiền các chất say, nhất là rượu, mà nhậu. Rồi mua gà nó có, con đâu có giết chứ, con mua sẵn là suối người ta giết. Nó có lỗi của tôi là tôi vẫn không có kỹ, nhưng mà không có đi nghe pháp. Không phải là mình giết gà là tội, mà suối người giết, thấy giết vui theo, đều là phạm giới sát sanh hết. Chính mình giết, suối người giết, thấy giết vui theo, đều phạm giới sát cả. Giữ giới phải giữ cho kỹ, nó nhớ như vậy. Mà chẳng những không sát sanh mà còn phải phóng sanh. Mình đã không phóng rồi mình lại giết, còn không giết thì suối người giết, tiếp tay cho người giết, thấy người ta giết mình vui thích, đều phạm giới sát. Cái tâm không. Thành ra quý vị nên nhớ ở đây tôi giảng là thân, khẩu, ý, mà tôi chú trọng về cái tâm, cái ý nghiệp. Người chết rồi còn lại cái ý, chính cái ý này đầu thai. Mà bao nhiêu thứ ý, cảm giác, dễ chịu, khó chịu cũng là ý nghiệp tâm, tư tưởng cũng là ý nghiệp, rồi ý chí, lựa chọn đắn đo cũng là ý nghiệp, rồi kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội phước cũng là ý nghiệp. Thành ra quý vị phải biết cái chỗ đó. Thành ra 15 hạng chúng sanh tôi giảng rất kỹ. Địa ngục, hữu gián, vô gián, tức là căn và trần khác nhau làm sao. Quý vị không để ý, trong con người quý vị có căn, có trần. Trần là bụi bặm, tức là chưa có sự sống, chưa có biết, tức là ghen, cứt ráy, cứt mũi, đàm, nhớt, nước tiểu, phẩn. Đâu có sự sống, đâu có cái biết. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi, quý vị thân là có sự sống mà cũng chưa có biết. Thì đó là vật lý, là sinh lý, mà khoa học bác sĩ cũng không nắm vững. Họ học qua chứ họ đâu có sự nghiền ngẫm. Quý vị phải nghiền ngẫm. Thành ra cái khó tôi đó là quý vị phải ăn nằm, phải nghiền ngẫm như cái bài pháp của tôi. Tức là tôi năn nỉ quý vị ít nhất cũng một ngày một lần, mà ít nhất có một tiếng, còn muốn đi sâu phải 2 tiếng trở lên. Còn 5-7 tiếng thì thôi khỏi nói rồi, tốt nhất. Mà có khi không có lần nào hết thì không được, không thể tiến trên con đường nghe pháp được. Thành ra tôi bắt buộc năn nỉ quý vị là phải trả bài. Mà muốn trả bài được là quý vị phải cần có số vốn. Mà có số vốn là phải nghe pháp. Mà bây giờ lại nó thuận tiện nữa, có đĩa, nghe tới nghe lui. Thì có người nói vậy thì con khỏi cần đi nghe chứ. Con nhà có đĩa thiếu gì con nghe đĩa được rồi. Lầm nữa. Tại sao tôi năn nỉ quý vị đến đây nghe rồi về nghe đĩa thêm? Cái người thuyết pháp đó quan trọng. Nghe đĩa mặc dầu là đĩa của tôi, nhưng mà đó là địa ngục thuyết pháp, máy móc. Còn bây giờ nghe thẳng tôi là nghe có linh hồn. Thì tôi không những nói bằng miệng không, mà nói bằng tâm. Cái tâm mới là quan trọng. Quý vị gặp Đức Phật, mà nếu còn sống quý vị nghe Ngài một cái là đắc quả nhập lưu, thánh như nhất liền.
Còn bây giờ thâu 100 cái đĩa của Ngài, quý vị nghe Đức Phật thuyết pháp bằng đĩa, 100 lần quý vị cũng chưa đắc cái gì hết. Thuyết pháp không phải là bằng miệng. Thì cái đĩa nó pháp là nó thuyết bằng miệng, bằng cái đĩa nó ra thôi, nó đâu có linh hồn. Nó là địa ngục mà, địa ngục vô gián. Còn tôi thiết đây tôi đâu phải là địa ngục. Cái lời nói của tôi là khẩu nghiệp, nhưng mà tôi có ý trong đó, có sự chứng đắc của tôi trong đó. Nếu tôi đắc quả nhập lưu nhất vãng lai thì tôi giảng pháp nó khác, quý vị nghe có thể hiểu mau. Còn nếu tôi là người trời thì quý vị nghe 10 lần cũng chưa có thấm mấy. Còn tôi lơ tơ mơ, tôi chẳng có đắc gì, người trời cũng không có, thì quý vị nghe cũng như nước chảy lá môn thôi. Thành ra cái người thuyết pháp rất là quan trọng. Sai một cái là xa đọa. Tôi thuyết pháp chứ tôi cũng khổ tâm đó, không phải không đâu. Tôi nói là tôi nói trên cao nào A-la-hán Như Lai, mà tôi không biết có đắc cái gì không. Chính tôi cũng chưa biết tôi đắc quả gì nữa. Người trời thì tôi có, còn vấn đề mà thánh quả nhập lưu nhất lai tôi cũng chưa biết tôi đến đâu nữa. Cái này hồi xưa họ cũng không biết đó. Muốn biết đắc cái gì họ phải lợi Đức Phật. Đức Phật hỏi thọ ký. Rồi sau Đức Phật mất rồi, không ai thọ ký hết. Tới Bồ Đề Đạt Ma qua bắt đầu vào Phật mới sống lại. Tới Huệ Năng là hết. Thành ra quyền giác đó, ông gặp quyền sách là đệ tử Huệ Năng. Hai người trao đổi, thay đổi vào Bát Nhã không. Rồi ông quyền giác mới năn nỉ quyền sách chứng minh cho mình nói đúng chánh pháp, tức là đạo Phật, đắc và quả nhập lưu. Quyền sách đâu dám. Nếu tôi là đệ tử Huệ Năng, đệ Năng chứng cho tôi, chứ tôi đâu đủ khả năng lời nói để thử anh. Anh phải đi Huệ Năng. Thì đi Huệ Năng mới có bài pháp tôi giảng ra. Chỉ trao đổi thôi. Mà trao đổi rồi thì quyền giác biết rằng mình đắc thánh quả. Thành ra tôi mới đem cho quý vị thấy là giữa Bát Nhã tư tưởng nó giống hệt nhau. Bát Nhã thì bao trùm tư tưởng. Tư tưởng là chưa dối tới Bát Nhã. Mà tư tưởng ở đâu? Ở trong con người quý vị. Nó mượn cái óc để nó phát ra cái hiểu biết, cái phân biệt. Nhưng mà cái óc không phải là phân biệt á. Cũng như làn sóng như cái ống loa. Cái óc quý vị là cái ống loa. Còn làn sóng là tư tưởng. Cái ống loa, cái làn sóng tư tưởng nó mượn cái ống loa óc để nó phát ra cái sự phân biệt phải quấy tốt xấu dinh nhục. Bây giờ có khoa học thành ra chứng minh nó dễ. Hồi xưa mà nói gì chả ai hiểu gì hết. Nói cái gì kỳ vậy? Chính cái óc con suy nghĩ mà xưa nói cái óc không phải là suy nghĩ. Suy nghĩ tức là tư tưởng. Cái óc chỉ là cơ quan làm phát hiện cái tư tưởng của sự suy nghĩ thôi. Nhưng bây giờ nói quý vị có thể hiểu, cho thí dụ là quý vị hiểu. Rồi tới nói là sau khi mà cái óc phân biệt là đàng hoàng đó, thì ý chí nó mới lựa chọn, nó đắn đo lựa chọn, nó quyết định để nó hành động. Hành động thì tạo nghiệp. Nghiệp là những cái chủng tử. Mà nói chủng tử thì quý vị đâu có biết. Bây giờ nói điện tử thì quý vị biết. Hai giờ rưỡi, giờ ba rưỡi mới một tiếng hồ, 45 phút rồi. Tôi giận kỳ vậy cơ. Đó thì quý vị thấy là nó khó hiểu. Rồi tới ý chí là những cái chủng tử, tức là bây giờ kêu điện tử âm dương đó. Rồi cái ý chí quyết định này sau khi nó tống vào A Lại Da thì nó biến thành năng lực. Cái này là khó hiểu nữa. Nhưng bây giờ khoa học giải thích được. Sau khi mà Einstein tìm ra là E và MC bình phương, định lý tương đối. Năng lực có thể biến thành vật chất, vật chất có thể biến thành năng lực. Mà năng lực đạo Phật kêu là thức. Thức có thể biến thành chủng tử. Mà chủng tử mà vô trong A Lại Da linh hồn rồi thì biến thành thức. Thì quý vị cảm thấy dễ hiểu hơn. Nhưng mình thấy được A Lại Da, thấy được ý chí là cả một vấn đề. Thỏa mãn quý vị một chút thôi, rồi muốn đi vào đó thì bắt từ mẫu giáo. Muốn đọc chữ, muốn làm thơ giỏi thì cũng phải học mẫu giáo rất dần. Tập biết dần bằng cách, rồi làm thơ thử lần lần, rồi bắt đầu nhập thần rồi đó.
chừng đó tự ai lại ra nó tràn ra. Vấn đề niệm Phật cũng vậy, vấn đề nào cũng vậy hết. Thành ra tôi không những giảng về tịnh độ mà cả thiền tông, minh sát, tuệ, tứ niệm xứ, cái gì tôi cũng giảng được hết. Nó khác nhau mà thật sự nó giống nhau. Cũng đưa tư tạp niệm, tầm sát, hỷ, lạc, tịnh, định, rã, sơ thiền, nhị thiền. Cũng như tầm sát, sơ thiền, mà tôi lấy đề mục là niệm Phật thì qua tịnh độ, mà tôi lấy đề mục là hơi thở thì qua thiền tông, tôi lấy đề mục là sắc thân thọ tâm pháp thì qua tứ niệm xứ. Nhưng mà rồi cũng vậy thôi. Đề mục thì có cả trăm cả ngàn đề mục. Pháp môn thì có hàng ngàn hàng triệu pháp môn, nào tịnh độ, nào thiền tông, nào là minh sát tuệ, nào là tứ niệm xứ, nào là duy thức tâm, nào là qua nghiêm. Nhưng mà rồi cái nào cũng phải đi từ tập niệm tới nhất niệm. Thành ra thấy nó khác mà nó một thứ. Con đường lên đỉnh núi có một đỉnh thôi, nhưng con đường có cả trăm đường. Đường thì tản, đường thì quanh co, đường thì đi vòng xuân ốc, nhưng mà rồi cũng tới một đỉnh thôi. Thành ra tôi nắm được rồi tôi giảng sao cũng được hết. Đi ở Vĩnh Long thì tứ niệm xứ, tôi giảng tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ của tôi không phải giống trển, phải giống kinh sách. Kinh sách có một cái thôi, niệm thân bất tịnh, tọa thì khổ, tâm vô thường. Tôi bốn cái tứ niệm xứ, cũng 15 hạng chúng sanh. Sự trụ trì tránh lấy làm lạ, sư giảng cái gì kỳ. Thân bất tịnh là này, nói sư ta nói thân là tịnh, thọ là sướng, tâm là thường, các pháp là có ngã. Rồi sư mới giảng qua thân là bất tịnh, thọ thì khổ, tại sao có hai cái tứ niệm xứ? Tôi nói bốn cái là không phải ai. Còn thân như thân nữa, thân là tịnh, thân là bất tịnh là hai, thân như thân là ba, thân tùy thuận là bốn. Thì cũng 15 hạng chúng sanh, thân là tịnh là có bốn đường ác, thân bất tịnh là bốn đường thiện, thân như thân là bốn tiểu thánh, thân tùy thuận là ba bậc tám tốt, vậy thôi. Thôi thì quý vị, tôi muốn chỉ quý vị nắm cái gốc rồi, mà cái gốc là ở tâm. Thì bây giờ tôi biểu trả là tôi lựa những quý vị nào mà nổi tiếng ở đây đó, tức là đã nghe pháp nhiều rồi, mà có sự linh động và sinh động của sự giảng pháp, tôi nghe trả bài là tôi biết thôi. Thì quý vị đó nếu kính tôi, thương tôi và phải phát Bồ Đề Tâm, là thâu một số người mới để giảng đặc biệt riêng. Ở nhà mình ở đâu hay là vô đây cũng được, tùy. Giống như ông Thiện Khánh vậy đó, giống Thiện Khánh, Dân Toàn, ông Dân Thái, ông Thiện Đức vậy đó. Mấy ông đó là có đủ khả năng để trình bày cái giáo pháp, để giúp họ đốt cái đoạn đường để đi kịp hết đại chúng ở đây. Chứ tôi bây giờ không thể giảng thấp được, mà tôi tiếp tục đi vào Bát Nhã, đi so sánh giữa tư tưởng vào Bát Nhã, thì cái đó là cái khó khăn. Mà bây giờ giảng cho một số đây, nếu mà tôi giảng vậy thì chừng hai mấy người hiểu thôi, còn 50-60 người kia là phải chịu. Tôi thấy không đành, bây giờ chỉ có cách đó. Thì tôi giảng có Chủ Nhật thôi, còn 6 ngày kia thì quý vị chia nhau. Thì đây tôi kêu một số mới để rồi tôi giới thiệu có số mấy tên mới, rồi mấy người mới vô đó thì lựa coi ai hợp mình đi học. Một ông thì giảng giỏi lắm là 9-10 người, nhiều nữa không được. Tại sao vậy? Vì có sự vấn đáp. Nếu giảng đông quá như Thiện Khánh giảng rồi xuống ổng giảng là ổng trình bày cái hiểu biết ổng thôi, ai hiểu hiểu thôi. Giống như trường học thì đưa ổng trình bày, ổng trả bài rồi ổng xuống làm lấy lệ thôi. Ổng phải hỏi bắt trả bài, rồi ổng mới dí mấy cái chỗ mà ổng nghe ổng thấy sơ sót ổng hỏi lại, hoặc là người trả bài hỏi ổng, ổng phải trả bài. Thành ra cái người mà giảng người này là phải là cái hiểu biết sâu xa thì mới có thể đứng ra trình bày được. Thành ra đây là tôi thử mấy người đó, tôi kêu trả bài. Bây giờ không có phát tâm rồi tôi kêu ngay tên à, tôi thấy là khá tôi kêu. Rồi khi nào xong được cái thì tôi mới giới thiệu cho những người mới. Đây có mấy nhiều người mới chả biết gì hết. Tôi đi ở ngoài vòng vòng chơi đó gặp 2-3 ông Thiện Nam lại hỏi tôi. Mà tôi hỏi chả biết gì hết. Nó con mua đồ ở đây cúng dường vậy có phước không sư? Rồi con làm tội nó có thể trừ tội được hay không?
Tôi hỏi ông tội là gì, phước là gì, ông nói chả biết nữa. Hỏi ông có ăn chay, ông nói ăn chay làm chi vậy sư. Tôi nói trời ơi, vì tôi giảng từ đầu tôi nói chết rồi, làm sao tôi giảng nổi. Ông vô đây nghe pháp đi, tôi giới thiệu một số nào khá khá đó, ông có thể học hỏi. Ông thích sư nào, thích ông nào, ông thiện nam nào thì ông nghe đó. Còn mấy cô thì thích cô nào thì lỡ đó nghe. Về nhà hoặc mình có nhà ở chỗ nào thân tiện, bây giờ thấy chính quyền chính phủ cũng dễ rồi, giảng ở nhà được. Còn ấy đem vô đây, ở đây thì sợ lẫn chọn ba bốn người ra bốn chỗ thì nó lẫn chọn, thấy không? Thì một vị đó có thể giảng 9-10 vị thôi thì nó rành, chứ mà đông quá làm sao. Cũng như bây giờ ở trường học cũng vậy đó, hồi xưa tôi đi dạy là 60-70 một lớp đó. Bây giờ nó không có 20-30 à. Hồi xưa bị là không có thầy giáo, mà học sinh thì quá đông, thành ra một cái lớp là 60-70. Còn bây giờ thì nghe nói có 10 mấy 20, nó dễ dạy. Thì ít nhiều nguyên là những người giảng phải đông. Ở đây có một số trình trình độ rất cao, thì nghe trả bài cái tôi biết, mà trả bài tôi dí à, từ nay á. Xong rồi trả bài xong rồi tôi phải hỏi, trả lời tôi hỏi sâu nữa, rồi trả lời được tôi hỏi sâu nữa. Cái dí là cái khó nhất, mà đừng có sợ mất mặt. Tôi không phải là làm quý vị mất mặt đâu, mà tôi muốn cho quý vị có một sự thao thức, một sự nghiền ngẫm cho sâu xa. Nếu quý vị trả bài cho tôi là quý ai lại giao quý vị là đầy chủng tử Phật Pháp rồi, thì mới trả bài được, không có làm sao trả được. Như vậy là từ nay đòi hỏi quý vị phải về có ngồi thiền, tức là phải ăn nằm trước cái bài pháp của tôi. Bây giờ quý vị đủ tiện nghi, có cái đĩa là thâu vô rồi về nghe lại, mà hãy nghe đây rồi về nghe lại thì dễ. Còn nghe cái đĩa không thì không nghe tôi thì thiếu một cái là cái linh hồn, cái thần thức của tôi đã truyền vào trong cái đĩa đó. À, quý vị nghe nhiều lần quý vị biết, còn không nghe đĩa không quý vị nắm không được đâu. À, vậy thì bây giờ tôi trở lại. Cái quan trọng của tôi là tôi muốn về cái ý nghiệp, mà cái ý nó nhiều quá, thành ra có cái cảm giác, có cái sắc thân. Thì sắc thân của quý vị đó thì nó có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Mà trong đó cái thân là quan trọng hơn hết. Bởi vì cái thân nó nằm, mắt, tai, mũi, lưỡi đều nằm trên thân hết. Mà cái thân nó không quan trọng bằng cái đầu. Cái đầu cũng nằm trên thân, mà nó là phần trên của thân. Thân thì có đầu, mình, tay, chân. Mình với tay chân không quan trọng, mà chính cái đầu này, tại sao nó quan trọng? Nó vi tế hơn, nó cũng là thịt xương da, nhưng mà thịt xương da vi tế thì trong kinh thường kêu là tịnh sắc căn. Còn bên ngoài của chúng ta nó kêu là phù trần căn. Nó cũng tạo bằng bốn chất đất nước lửa gió, nhưng mà vi tế hơn. Đức Phật cũng thân như mình vậy, nhưng mà khác ạ. Thân cũng đất nước lửa gió mà nó vàng ánh, cho đến khi thiêu cái thân ngài thì nó thành xá lợi hết. Thành ra những người tu xá lợi, có xá lợi là cái thân họ rất là vi tế, nhưng mà họ nhập được cõi trời sắc giới thì cái thân họ cũng cao hơn cõi mình. Cũng như cõi trời sắc giới quý vị nhập vào đó, quý vị sẽ thấy là không có mặt trời mặt trăng, mỗi người xài cái hào quang của mình. Họ chết rồi, họ đâu có chết nguyên coi, đâu có hôi thối như mình. Họ ăn cũng không có ăn sắc tài danh lợi ăn uống nữa, mà họ ăn bằng cái hỷ lạc. Tối ngày họ nhập trong thiền định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7.000 năm. Nếu họ thọ tuổi thọ họ 7.000 năm, họ nhập trong đó 7.000 năm, thì tất nhiên là quý vị phải giữ ít nhất là 8 giới. 5 giới đầu là của thân, 3 giới sau là cái tư cách, cái hạnh kiểm của thân. Cái đó là khó giữ đấy, mà nếu giữ thì chưa tường thuật. Còn quý vị tự nhiên tường thuật cái này là quý vị đắc rồi. Quý vị thấy là không ngồi ghế cao nằm giường rộng, như tôi bây giờ cho tôi ngồi không được, ghế salon ngồi ghế này kia rồi nó quen rồi, mình cái tâm mình nó thuần. Không nghe xem hát múa, giờ cho tôi nghe xem múa sao tôi không thấy thích nữa. Còn mình thích mà tránh đi thì cái này mới là tập giữ thôi.
Bây giờ cho mày làm mày cũng không làm, như bây giờ cờ bạc uống rượu là kêu tôi làm năn nỉ rồi tôi thà chết thì tôi không làm. Nó thừng rồi. Còn có nhiều vị mà gắng ăn chay mà nó cứ thèm mặn hoài thì đây là tập thôi. Còn bây giờ có cái vị mà ăn chay thường rồi đó, đồ mặn cái gì chịu không nổi, hửi có mùi đó là hôi rồi. Thì cái này là thuần đó. Thành ra cái hạnh là nó khó, là nó phải thuần mới được. Cũng như mấy ông sư tập sự cũng vậy đó. Tôi thấy nhị tổ giác chánh ngày đi rất là tự nhiên, có hạnh kiểm. Và mấy ổng nắm cái chéo y rồi đi khum khum, mình thấy thích cười rồi. Tập nó chưa có tự nhiên, nhưng mà tập rồi rất là tự nhiên, kêu là tập đế. Cái tự nhiên tức là cái ghiền đấy. Mà bây giờ mình chưa đắc thánh quả thì tự nhiên ghiền cái tốt là phải hơn. Như tôi bây giờ tuy là sắc tài danh lợi tôi không ghiền, mà tôi ghiền cái hỷ lạc. Tôi nhập sơ nhị tam thiền tôi rất khoái trong đó, dẫn luân hồi. Nhưng mà luân hồi về cõi cao cõi tốt, rồi sau từ đó mới qua Bát Nhã được. Nó đại khái là vậy. Chứ quý vị đừng thấy là cái xiềng vàng xiềng bạc bởi vì khi nó phải có nó rồi phải dứt nó. Còn nếu mà xiềng cây xiềng xét mà bây giờ nó mới dứt qua bảo Phật không qua được đâu, không có dễ gì đâu. Thành ra quý vị bốn đường ác với người trời dục giới khó qua đạo Phật, phải ít nhất nhị thiền. Tại sao vậy? Thì nhị thiền là không cần niệm Phật nữa, mà trong linh hồn, tức là trong thần thức ai lại ra nó phát ra ơn. Phát ra ơn là sao? Nó đã đầy rồi. Cũng như quý vị đọc chữ đánh rần riết nó đầy, quý vị không cần đọc nữa, tự nhiên nhìn là đọc thẳng vào. Quý vị làm thơ cũng vậy, ban đầu phải có lực lừng lực dần bằng trắc, mà khi nó đã nhập thần rồi tự nó ra, mà vẫn dần bằng trắc trong đó. Thành ra những người giữ giới mà thường thuộc, quý vị thấy họ đi một cách rất là khoan thai, mà nó có hạnh kiểm, nó điềm đạm vô cùng. Còn mấy người mới tập nó khúm khúm núm làm thích cười lắm, nhưng mà tập riết là nó thành quen. Thành ra cái quen là cái tập đế. Người ta tưởng là tập đế là xấu, bỏ nó, không được. Phải có tập cái ghiền tốt. Ghiền thiền định, ghiền sơ thiền, tam thiền, tứ thiền, tốt. Vì cái ghiền đây mới cho mình cái sự thông minh. Mà chính thông minh mới biết thông minh là chướng ngại trên con đường giải thoát. Ai cũng khoái thông minh hết, mà vô thông minh mà coi chừng hết thông minh, mà chìm lắm trong đó là chết. Thành ra mấy người nhà giàu thường thường thích cái giàu, không chịu tu Phật. Tu Phật thì giàu tu không được, mà nghèo cũng tu không được, bậc trung thôi. Cũng như cái bà gì ở đường Nguyễn Đáng vậy đó. Nó nói nhỏ rồi con thích vàng, nghèo quá không có vàng. Bây giờ có vàng hồi xưa không cho con đeo. Tôi nói tôi không phải không cho, nhưng mà nguy hiểm nó tính mạng bà. Cái vàng nó giết chết bà đó. Nó giết bà, nó lấy vàng, nó đâu phải ghét bà, mà nó ghét cái bà đeo vàng. Nó thích vàng. Mình nói chúng ta ngu si, chúng ta mới không hiểu cái đó. Hiểu là cái vàng nó hại mạng mình, nó giết mình, nó lấy vàng, không phải nó ghét mình, mà vì nó khoái cái vàng. Mà nếu như người không thông minh thì đâu có biết cái đó. Thành ra tôi nói với bà rồi bà cãi tôi. Sao bà bị nó giật cờ thiệt, nó bóp cổ bà nó lấy. Rồi mà ngu bóp ở tại đường Nguyễn Đáng là được, đó là cái đường dân chúng đông nhất. Bà xô nó ra, bà la làng rồi bà giật lại. Rồi tôi đi bác, bà cảm ơn. Tôi nói rồi cảm ơn. Tôi nói bà chết rồi tôi buồn lắm. Nói sư thương con hả? Sư tôi không có thương bà đâu. Bà già cứu rồi. Tôi thương cái ngu si của bà đó. Rồi thôi bà không có đeo nữa, rồi 1-2 tháng sau đeo lại nữa. Có con người mà nó tối hù là nó vậy đó. Tôi nói sao bà đeo nữa. Nó trời ơi không có vàng mà đeo nó ngứa là ngứa cổ lắm. Sư thấy người ta đeo cả đống rồi. Con hồi nhỏ là nghèo không có tiền, không có vàng. Con ước ao có vàng, không có vàng để đeo. Bây giờ con khá rồi. Con già rồi con vàng cả đống mà con để cất hoài rồi làm sao chứ. Thà nó bóp bóp vậy nó chết chết cũng được. Tôi nói giờ bà liều mạng. Làm sao giờ? Ngu quá rồi bây giờ mình cũng không có nâng được mẫu giáo mà làm sao nâng được. Bà tự hiểu biết, bà tự cố gắng. Thì quý vị đây được rồi tôi cũng không đành. Mấy người mới rồi tôi biết cái pháp tôi là không có vô được. Nhưng mà nhờ bạn, học thầy không thầy học bạn.
Thì tôi năn nỉ mấy người đi trước đó, phát Bồ Đề Tâm một chút. À, thì tôi mà tôi nhận được đó là quý vị có số vốn Phật pháp rất khá rồi, thì mình vừa giúp dẫn cho bạn mình đi sau, sư tỷ thì giúp sư muội, còn sư huynh thì giúp sư đệ, thì chúng ta cùng đi nhau đi. Chị đời ngã thì em nâng, mà em ngã thì chị nâng, chứ không phải là chị ngã rồi em đạp luôn, em ngã thì chị xô luôn, không phải vậy. Cuộc đời này cũng phải đưa lên để cùng nhau về cực lạc. Quý vị chỉ cần nhất niệm thôi, phát nguyện thì thành Như Lai, còn cái gì quý báu mà. Cũng như đây có cái câu yến của gì đó. Thôi con không nghe giáo pháp này xưa khó nghe lắm, con niệm Phật giảng sanh là được rồi. Tôi nói ừ, con nói vậy cũng phải, giảng sanh tôi nghe giáo pháp làm chi, mà cô lấy cái gì giảng sanh, không nghe giáo pháp. Thì cô nói người hồi cô nói con lấy cái tâm. Cái tâm cô ở đâu? Giờ cô đứng đây tâm cô ở đâu, nó ra làm sao? Chết chưa? Còn nếu nói tới nữa cái tâm, có người nói cái tâm là cái linh hồn. Tội linh hồn là cái gì? Linh hồn là cái thần thức. Thần thức là cái gì? Chạy vòng 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 rồi cuối cùng không nắm được. Thần thức nó ở đâu, nó ra làm sao? Cũng như tôi vô vùng sâu xa niệm Phật, 400 mấy chục người ở cái chùa, nói bà niệm Phật bằng gì? Nó bạch sư niệm Phật bằng miệng. Tôi không có miệng niệm Phật được không? Tôi không có miệng làm sao niệm sư? Tôi nói chết. Có người đòi niệm 6 chữ 4 chữ là bất kính, không giảng sanh, có người phải lần chuỗi. Tôi nói bà niệm Phật bằng chuỗi sao? Không nắm được cái linh hồn. Mà có người biết linh hồn đó là cái suy nghĩ, là cái tư tưởng, cái nhớ nghĩ tưởng Phật, tỏi nó ở đâu? Không biết. Ừ, khi nào tư tưởng bà mới phát hiện? Cũng không biết. Chúng ta thấy đạo Phật nó khó chỗ đó, mà không nắm được cái đó làm sao nhất niệm. Mà không nhất niệm, mà nhất niệm mà không phát nguyện cũng không dẫn sanh. Cái đầu tiên là phải nhất niệm và phải phát nguyện. Tôi đi cả hoàng pháp mấy cái chùa khá khá, cả Phật tử đây, tôi nói nhất niệm là cái gì? Nói là con niệm Phật, con chỉ nhớ Phật, con nhớ cái khác nữa. Rồi nói Phật ở đâu mà nhớ? Nó khó vậy, ở tư tưởng. Mà khi nào tư tưởng mà tạp niệm nó vô làm sao? Nó khó, mình phải nắm được cái mấu chốt của nó chính là cái nhất niệm. Một ngày con niệm 1.000 câu sư, 10.000 sư, 100.000 sư, con niệm 10 sâu chuỗi, 100 sâu chuỗi, niệm giảng sanh không sư, nhất niệm chưa? Tôi nói không cái nào nhất niệm hết đó. Cái gì phải nghe pháp để nắm được cái tâm mình, mà đây là cái vọng tâm đó, đó. Vọng tâm thiện, còn vọng tâm ác thì 4 đường ác, vọng tâm thiện thì về cõi trời, mà thêm một cái phát nguyện nữa thì vọng tâm thiện về cõi Phật. Cõi Phật đâu phải về đó thành Phật, nhưng mà chắc chắn là một đời tu phải thành Phật thôi. Qua đó gặp A Di Đà cái đắc quả nhập luân. Cũng như mà còn Phật Thích Ca, quý vị gặp Phật Thích Ca lần đầu ngài giảng pháp đắc quả nhập luân. Quý vị thấy là cái đức của Phật nó như vậy. Thì bây giờ Phật Thích Ca đã chết rồi, Phật Thi Đà thay thế, thì mình làm sao để gặp Phật? Gặp Phật không phải là khỏi tu, nhưng mà biết rõ con đường tu. Từ nay là không bao giờ thối chuyển nữa. Nếu mà có giáo hội Phật ở trong này đâu, quý vị khó mà giải đại. Có một vị trụ trì, một vị lớn mình mà khuyên mình tu rồi họ thực hành trước, rồi quý vị làm sao mà dám giải đại? Cũng như bây giờ quý vị vô trong pháp hội này 100 người đi, mà 99 người ngồi tu, quý vị một mình đi chơi được không? Không được. Cái hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người sơ cơ. Rồi quý vị già nói con không cần đến tỉnh xá, nhà con niệm Phật cũng được chứ sư. Đúng. Mà khi nó giải đãi rồi làm sao? Ồ thôi ngủ đi, mai niệm cũng được. Chết chưa? Còn ở đây giải đãi được không? Người ta ngồi niệm Phật dữ đi, nằm đó ngủ được không? Nếu mình mắc cỡ cũng đủ rồi, mà nằm ngủ tôi cho không?